Diệu Huyền là cái tên cá tính, có kinh nghiệm trong làng người mẫu. Cô từng bất ngờ rẽ trái sang điện ảnh với những vai diễn bụi bặm, nổi loạn và câu chuyện làm mẹ đơn thân khiến nhiều người chú ý. Diệu Huyền tên thật là Đặng Thị Diệu Huyền, sinh năm 1989 tại Vũng Tàu. Cô đoạt danh hiệu giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2012. Sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, Diệu Huyền được xếp vào nhóm người mẫu cá tính của làng thời trang Việt. Năm 2013, cô tham gia cuộc thi siêu mẫu quốc tế tổ chức ở Hàn Quốc và giành giải nhì. Năm 2014, cô chạm ngõ môn nghệ thuật thứ 7 với vai Thủy Cơ trong bộ phim cùng tên. Trong sự nghiệp, Diệu Huyền có những bước tiến nhanh chóng so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Ở chân dài này không chỉ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, cô còn là người mẫu rất yêu nghề và không nhờ scandal đời tư để nổi tiếng. Tận dụng lợi thế một thân hình chuẩn với chiều cao 1m74, làn da nâu bóng khỏe khoắn cùng phong cách thời trang cá tính, Diệu Huyền thường có những hình ảnh được đầu tư chỉnh chu cạnh ekip tài năng. Cô gái gốc Vũng Tàu từng gây chú ý khi khoe hình ảnh những món quà đắt giá được ông bầu khắc tiệp ưu ái mua tặng. Người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc mà thốt lên: "Yêu sếp của em quá sao giờ, mua cho em cả đống đồ. Trời ơi, yêu quá đi mất thôi, my boss is number one." Giao tiếp thông minh và khả năng ngoại ngữ thành thạo, ở Diệu Huyền có nhiều tố chất trở thành người mẫu sáng giá trong làng thời trang Việt. Vì vậy không khó hiểu khi Vũ Khắc Tiệp luôn quan tâm, nâng đỡ, giúp Diệu Huyền trở thành con át chủ bài mới của Venus. Năm 2014 được chọn là năm Diệu Huyền phát triển mạnh về hình ảnh dưới bàn tay dìu dắt ông trùm chân dài Khắc Tiệp. Sau khi đạt được một số thành công trên con đường sự nghiệp người mẫu vào năm 2013, Diệu Huyền bắt đầu bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7 trong bộ phim truyền hình Thủy Cơ và phim điện ảnh đầu tay Valentine Trắng. Trong Valentine Trắng, Diệu Huyền đã có một chuyện tình đẹp và nhiều nước mắt cùng siêu mẫu Vương Thu Phương gây ấn tượng với khán giả phim Việt, bởi đây bộ phim đồng tính đầu tiên trên màn ảnh. Đến năm 2015, siêu mẫu Diệu Huyền làm cho mọi người xung quanh cũng như khán giả phải bất ngờ trước quyết định mang bầu và làm một bà mẹ đơn thân của mình. Theo đó, sau khi bấm máy thành công bộ phim Why Valentine cũng là lúc siêu mẫu này đón nhận tin vui của mình. Sau đó người ta thấy Diệu Huyền vắng bóng trong một thời gian ở các sự kiện giải trí, thời trang khiến nhiều người đặt câu hỏi. Mãi đến ngày 25 tháng 2 năm 2016, siêu mẫu Diệu Huyền mới xuất hiện tại một sự kiện và xác nhận mang thai. Thời điểm đó, người mẫu 27 tuổi đang mang thai bé gái ở tháng thứ 5. Tuy nhiên, cha của em bé không ở cạnh hai mẹ con. Diệu Huyền tâm sự, cô muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ từ 2 năm trước nhưng bạn trai không đồng tình. Khi bộ phim Why Valentine đóng máy, cũng là lúc nữ diễn viên Thủy Cơ đón tin vui. Ở thời kỳ ốm nghén, Diệu Huyền khá mệt mỏi, vì thế cô về Vũng Tàu để sống cùng gia đình. Bố mẹ người mẫu bất ngờ khi hay tin nhưng họ tôn trọng và ủng hộ quyết định của con gái. "Mẹ rất lo lắng cho tôi nhưng bà hiểu con gái và tin tưởng chọn lựa của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi hay tin có con và đang từng ngày chờ đợi con gái chào đời. Anh ấy có ở cạnh mẹ con tôi hay không không quan trọng. Điều tôi quan tâm là con gái khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Tôi sẽ là bà mẹ đơn thân tốt, tôi cũng không quan tâm dư luận bàn tán," cô bày tỏ. Sau này cô mới tiết lộ, thời điểm đó, cô đang mang bầu và vô cùng đau buồn khi không nhận được sự quan tâm từ bạn trai. Theo chia sẻ của Diệu Huyền, thời điểm biết mình có bầu, cô đã vô cùng bối rối, buồn vui lẫn lộn nhưng cha của con gái cô thì chỉ im lặng, không hỏi han hay quan tâm gì. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau khi sinh con, Diệu Huyền trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con và chưa bao giờ khoe công chúa nhỏ trên trang cá nhân. Chân dài nói thêm, cuộc sống của cô không đơn độc như nhiều người nghĩ. Dù bố con gái không ở cạnh nhưng mẹ con cô vẫn đang hạnh phúc bên bạn trai ngoại quốc. "Anh ấy từng theo đuổi tôi nhiều năm, thậm chí 2 năm trước còn ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi từ chối. Khi biết tin tôi có con, anh tỏ ý muốn được chăm sóc hai mẹ con. Tôi đồng ý nhưng cũng nói rõ, tôi vẫn giữ quyết định không kết hôn," Diệu Huyền vui vẻ cho biết. Người mẫu chọn làm mẹ đơn thân nên cô đặt tên con theo họ mẹ là Đặng Vũ Băng Vi, tên gọi ở nhà là Heidi Đặng. Thời gian người đẹp nằm viện luôn có mẹ túc trực chăm sóc cho mình và con gái. Sau khi sinh con khoảng 3 tháng, siêu mẫu Diệu Huyền đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng siêu mẫu và trở lại hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ với mọi người, chị từng trải qua quãng thời gian khó khăn trong chuyện tình cảm và từng phải giằng xé khi quyết định giữ hay bỏ cái thai trong bụng khi sự nghiệp đang phát triển. Giờ đây bé Băng Vi có biệt danh là Heidi Đặng là niềm vui lớn nhất của chị mỗi khi mệt mỏi. Mặc dù cuộc sống vẫn còn khá khó khăn, chị phải để bé ở với bà ngoại để nhờ bà trông con hộ thế nên hiện tại chị phải đi đi về về giữa Sài Gòn và Vũng Tàu. Hiện tại, ngoài một số chương trình biểu diễn có chọn lọc, chị cũng tham gia các hoạt động chụp hình, đóng quảng cáo, dự event. Bên cạnh đó, chị cũng thường xuyên tham gia vào nhiều dự án phim khác nhau.